Thưa quý vị và các bạn, trên cơ sở những nhận định đánh giá đúng đắn khách quan về tình hình và nguyên nhân tồn tại của doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn tỉnh, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 18 đã xác định doanh nghiệp và hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng. Trên cơ sở đó, coi tập trung phát triển doanh nghiệp hợp tác xã quy mô vừa và nhỏ là nhiệm vụ cốt lõi trong mục tiêu phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã phù hợp với xuất phát điểm, điều kiện trình độ, quy mô và định hướng phát triển kinh tế chung của tỉnh. xây dựng và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách cụ thể mang tính khả thi cao nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác xã khắc phục vấn đề năng lực còn hạn chế và khả năng liên kết chưa cao ban hành một số chính sách đặc thù mang tính ưu đãi để hỗ trợ thành lập mới doanh nghiệp và hợp tác xã đặc biệt là các doanh nghiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn dịch vụ thương mại và du lịch đổi mới các hoạt động nghiên cứu hỗ trợ dự báo và cung cấp thông tin về cơ chế chính sách xúc tiến thương mại thông tin thị trường trong và quốc tế để thúc đẩy sản xuất và xuất khẩu hàng hóa đổi mới cơ chế tài chính cho công tác xúc tiến thương mại nghiên cứu xây dựng các chính sách hỗ trợ cụ thể đối với các hoạt động quảng bá giới thiệu sản phẩm trong và ngoài nước cho doanh nghiệp và hợp tác xã nghiên cứu và xây dựng các cơ chế chính sách đặc thù khuyến khích các doanh nghiệp hợp tác xã nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa kỹ thuật, đổi mới công nghệ, tập trung hỗ trợ tiếp cận các nguồn lực, tư vấn và cung cấp thông tin đào tạo, hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp xây dựng và chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO và các tiêu chuẩn khác. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thực hiện hỗ trợ pháp lý, bảo đảm hàng năm có trên 40% doanh nghiệp, hợp tác xã được hỗ trợ các nội dung cơ bản về pháp luật kinh doanh. Tăng cường tổ chức các chương trình đào tạo nâng cao năng lực cạnh tranh, chú trọng liên kết giữa cơ sở đào tạo, cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp, hợp tác xã để áp dụng kết quả đào tạo, nghiên cứu và sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp và chất lượng nguồn nhân lực, tạo nền tảng vững chắc để doanh nghiệp, hợp tác xã cạnh tranh và phát triển không ngừng nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã trong tình hình mới. Để thực hiện tốt những yêu cầu nhiệm vụ từ nay đến năm 2020, chương trình định hướng hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã đã đề ra những giải pháp chủ yếu như sau. Trước hết là chú trọng và nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng quản lý điều hành của nhà nước đối với công tác quản lý hỗ trợ doanh nghiệp và hợp tác xã. Tăng cường công tác tuyên truyền vận động tới cán bộ công chức, đội ngũ doanh nhân và các tầng lớp nhân dân về chủ trương định hướng của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và hợp tác xã. 2 là cải thiện và nâng cao chất lượng điều hành của bộ máy chính quyền, lấy cải cách hành chính là khâu đột phá, tạo sự chuyển biến căn bản về chất lượng bộ máy hành chính, phấn đấu cải thiện điểm số và vị trí xếp hạng về môi trường kinh doanh và năng lực cạnh tranh PCI của tỉnh. Giải quyết tốt những vương mắc của doanh nghiệp hợp tác xã định kỳ, chỉ đạo các cơ sở ban ngành của tỉnh và các huyện, thành phố tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã để có giải pháp kịp thời thao gỡ khó khăn vướng mắc, rút ngắn thời gian và hỗ trợ tốt hơn cho doanh nghiệp hợp tác xã trong đăng ký kinh doanh, thủ tục đầu tư đất đai xây dựng theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính. Công khai niêm yết minh bạch các tài liệu pháp lý, phí, lệ phí liên quan đến doanh nghiệp, thực hiện tốt cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế đối với doanh nghiệp hợp tác xã thành lập mới hoạt động theo luật doanh nghiệp và luật hợp tác xã. 3 là xây dựng đề án khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 210 CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ. Nghiên cứu xây dựng quỹ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hợp tác xã, tạo điều kiện để doanh nghiệp hợp tác xã tiếp cận vốn và vay vốn để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, hỗ trợ tổ chức lại chuyển đổi hợp tác xã liên hiệp, hợp tác xã hoạt động theo mô hình luật hợp tác xã năm 2012. Bốn là tiến hành khảo sát đánh giá nhu cầu đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ đội ngũ quản lý doanh nghiệp, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt về nội dung đối với chương trình đào tạo bồi dưỡng cho doanh nghiệp hợp tác xã, bảo đảm cập nhật các kiến thức mới nhất, sát thực với xu hướng và động thị trường của nền kinh tế trong nước và quốc tế năm là nghiên cứu xây dựng các chính sách cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia các triển lãm, hỗ trợ xúc tiến thương mại, hỗ trợ xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý xuất xứ hàng hóa, khuyến khích tăng cường hợp tác liên kết để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sáu là khuyến khích tính chủ động của doanh nghiệp, hợp tác xã trong việc tiếp cận nắm bắt và vận dụng các thông tin về chính sách pháp luật kinh tế thị trường, kinh tế quốc tế, từ đó có quyết định đúng đắn về chiến lược sản xuất kinh doanh. 7. Lần nâng cao chất lượng cổng thông tin điện tử của tỉnh và trang website của các sở ban ngành để cung cấp thông tin kịp thời toàn diện cho doanh nghiệp, hợp tác xã. Xây dựng báo cáo chuyên đề xúc tiến thương mại đối với thị trường trọng tâm Trung Quốc, cụ thể hóa đến từng địa phương của Trung Quốc mà tỉnh đang có thỏa thuận hợp tác và từng ngành hàng sản phẩm đang khuyến khích xuất khẩu cung cấp cho các hiệp hội doanh nghiệp tổ chức cá nhân và đối tác trong và ngoài tỉnh. 8. Là hình thành quỹ phát triển khoa học và công nghệ của tỉnh từ nguồn ngân sách địa phương và các nguồn khác để hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã triển khai công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất. 9 là có giải pháp hữu hiệu cơ cấu lại doanh nghiệp, hợp tác xã đang trong tình trạng thua lỗ, hoạt động cầm chừng, qua đó tạo điều kiện để tiếp cận nguồn lực tài chính mới, phục vụ cho việc tái cơ cấu hoạt động, cải thiện hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đối với doanh nghiệp hợp tác xã có tỷ lệ nợ xấu cao và không có khả năng tái cơ cấu thì tổ chức giải thể phá sản theo quy định của luật phá sản. 10 là chú trọng xây dựng các tổ chức chính trị xã hội trong các doanh nghiệp hợp tác xã, phát triển và thành lập các tổ chức đảng đoàn thể, nâng cao nhận thức cho các cấp ủy đảng, tổ chức đảng về chức năng nhiệm vụ của tổ chức đảng trong doanh nghiệp hợp tác xã, đổi mới phương thức hoạt động của đảng vì mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp hợp tác xã và xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình định hướng hỗ trợ doanh nghiệp hợp tác xã giai đoạn 2016-2020, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện chương trình. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở ban ngành, huyện, thành phố xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện. Các huyện ủy, thành ủy có trách nhiệm xây dựng kế hoạch thành lập ban chỉ đạo tổ chức thực hiện chương trình các sở ban ngành căn cứ vào chức năng nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cụ thể theo ngành lĩnh vực và tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình định hướng và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp hợp tác xã giai đoạn 2016-2020.